TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Cửa hàng của thương hiệu thời trang Dolce & Gabbana nằm trên một con phố mua sắm sang trọng của Seoul. Với vẻ ngoài là một khối kính trắng lệ, bộc lộ những nét đặc biệt của nghề thủ công tinh xảo đã tạo ấn tượng cũng như thiết kế lại bộ mặt của khu phố. Một hình trụ bằng kính thục trong đặt giữa bốn cột ở góc làm bằng đá granite đen, các mặt tiền bằng kính lồi lớn ở hai mặt của tòa, cung cấp một góc nhìn tổng thể về bộ sưu tập Dolce & Gabbana được trưng bày bên trong. Độ trong suốt nhẹ của kính và màu đen đậm, một biểu tượng của sự sang trọng tuyệt đối, đuổi theo nhau từ bên ngoài vào trung tâm của cửa hàng. Đáng ngạc nhiên và hấp dẫn, nội thất của cửa hàng phát triển trên một đường dốc xoắn lớn duy nhất được ốp bằng đá cẩm thạch, kết nối liền mạch với các tầng khác nhau, do đó mang đến trải nghiệm tham quan đặc biệt và độc đáo. Thiết kế nội thất tối giản và sắc đen chiếm ưu thế, các góc và hành lang được tạo ra bên trong của các khối đá granite đen cung cấp thêm không gian để trưng bày sản phẩm và khu vực thay đồ thân mật. Sảnh đón khách mang đến cảm giác đương đại mạnh mẽ, đồ nội thất, ghế ngồi kim loại màu đen trang nhã và quầy bar lát bằng đá granite uốn lượn, góp phần biến không gian trở thành điểm đến tuyệt vời cho những giây phút thoải mái và thư giãn khó quên.